OK, hello các bạn. Và hôm nay theo như những nguyện vọng của các bạn, đa số các bạn, thì hôm nay mình đã mời đến một khách mời để mukbang bữa hôm nay chúng ta. Xin chào các bạn, em mình là Poplo, mình là một YouTuber bán thời vụ. Hôm nay qua không có tiền để ăn nên là hôm nay bạn Nam mời sang nên là mình không bỏ lỡ cơ hội được, mình sẽ ăn miếng hóc luôn. Em nha. Chuyên nghiệp chứ có gì chuyên nghiệp này. Nope. Anh Long. Cũng là sống nhau thôi. Nhưng mà thành thật thì mình không cảm nhận được tôm nhiều lắm. Muốn đầy đủ vị hơn thì anh em chuyển sang cỏ xào các bạn nhé. Cái gì vậy bạn ơi? Đây rồi, món tôi yêu thích nhất, mong chờ nhất. Đổi gió các bạn nhỉ. Tiếp theo sẽ là chân giò. Cái này là chân giò lợn. Từ hai lát thì là chân giò các bạn ạ. Tính ra là người ta cắt là cũng khéo đấy nhỉ. Mỏng gần bằng cái tờ giấy kiểm tra của tôi. Có một thực tế đây là video ăn gỏi cuốn. Nhưng mà sự thật là là phở cuốn lại ngon hơn các bạn ạ. Bạn có ăn phở cuốn không? Tôi rất thích ăn. Thực ra là đây là món tủ của tôi. À thế à? Ừ, thực sự món tủ đấy. Thực ra tôi cũng khá là thèm đấy. Nhưng mà thôi, nếu mà các bạn cảm thấy bạn nuốt được. Chết mày bị dính máy rồi. Thì bạn cứ ăn đi. Hả? Hôm sau chắc là các bạn nghĩ là tôi đổi khách mời. Bạn thấy sao? Bạn mình thôi. Thôi là thôi được rồi nhé. Mời mọi người nhé. Hôm nay ăn bánh taco các bạn nhé. Cái xốp mình mua này. Cái này là má đùi gà của người yêu mình. Và hai cái bánh taco tacos. Cái này size M của mình, cái này size S của người yêu. Thú thật đây là lần đầu tiên mình ăn cái bánh này. Thơm phết, mời mọi người nhá. Cũng ngon phết. Mình order là nhân xà xíu với cả đùi gà, sốt mayonnaise và BBQ. Cho nên nó vẫn hơi nhạt, chưa đủ cay với mình. Và cơn thèm bấy lâu này. Cái này có giá 85.000 CM. Mình sẽ được mix hai loại thịt. Thì mình chọn là thịt gà đùi với cả xà xíu. Bên trong có cả khoai tây này. Bự phết nha các bạn nha. Mình đang rất là đói mà mới ăn say mờ này. Cũng gọi là ngán rồi đấy. Ui, dùng mình luôn đấy. Chắc là phải rất lâu sau mình mới dám ăn lại các bạn ạ. Ui, nó ngấy phết đấy. Tôi biết ngay kiểu gì cũng phải giải quyết nốt nó này. Nhưng mà thịt bò ngon nha các bạn nha. Bò bằm. Chốt lại không phải yêu đúng người sẽ béo đâu các bạn ạ. Mà là yêu đúng cái đứa lười ăn thì sẽ béo. Ui, trông nó bị đáng yêu ấy các bạn. Hello các bạn, veo một cái lại hết tuần rồi. Hôm nay nới cái ví cho một xíu, sau một tuần siết cái eo đi chứ nhở. Trông dạng tè he này, của lần đầu tiên mình ăn kiểu này. Ui, tranh thủ ăn luôn trong lúc nó vẫn còn đang nóng. Ui, mọi người nhìn thấy khói của nó không? Bốc lên này. Đàn ông hay đàn bà thì đều sẽ đem lại niềm đau cho nhau cả thôi. Cho nên là chỉ có đàn gà mới là sung sướng các bạn ạ. Ui, tôi không ngờ là cái miếng gà nó lại mềm, ẩm và chui xì như thế các bạn ạ. Xem mấy mukbanger bên Hàn Quốc ăn thấy toàn vỏ giòn rụm thôi, thấy cũng nghĩ là bình thường. Ai ngờ bé gà này nó lại mướt đến như thế. Mà anh chủ quán này cũng rất là thoáng tính nhá, cho hẳn mình một chậu rõ nhiều nước sốt luôn. Chấm mãi không dính miếng gà. Mà cũng biết mình là hay ăn ớt quả và cả ớt tươi. Thế nên là đặc biệt không cho luôn cả tương ớt, cho mỗi tương gà thôi. Ui đấy, tương ớt mà thêm tí sốt maizolaiki vào nữa thì thôi, như ai đó đã từng tả là kiểu ngon nhất người. Wow.
Tôi nghĩ gà rán nó vẫn là một cái món gì đấy mà hầu như đứa trẻ nào cũng sẽ thích đúng không? Hồi tôi cấp 1 hay là cấp 2, thậm chí lên tận cấp 3 làm gì đã có mấy quán đùi gà, cánh gà chiên phổ biến như bây giờ đâu. Có 20k ăn sáng thì làm cái bánh mì đã hết 12.000 rồi. 2.000 gửi xe và 6.000 nữa chắc được 3 cái nem chua là quá hạnh phúc rồi các bạn ạ. Bé gà này thì tôi mua với giá là 207 xu. Cũng may là quán này mới mở ở Thanh Xuân, gần nhà tôi nữa, nhà tôi ở Hà Đông, cho nên là cũng đỡ tiền ship, thêm đâu đấy 10.000 thì phải. Tôi biết là xem đến đây sẽ có anh em muốn xin info của bé gà này để chơi đúng không? Thế thì cố xem đến cuối cho tôi đây, kiểu gì tôi sẽ nói đấy. Còn nếu mà tôi có lỡ quên thì anh em comment ở dưới để nhắc tôi nhá. Đây, phần ướp gà của nó này. Cũng được. Ăn nhanh trước khi nó bị nguội và bị khô nhá. Thì nói chung là nhà tôi cũng không có chó. Trẻ kén ăn, lười ăn, biếng ăn, đừng lo, đã có ức gà của chúng tôi chắt lọc từ những phần tinh hoa nhất của một chú gà được huấn luyện trong các lò đào tạo, nơi sản sinh ra các siêu gà công nghiệp, giúp trẻ ăn ngon, ăn khỏe, ăn có ích cho xã hội, ăn tàn phá hạn, tinh ăn mù làm, ai ơi bưng bát cơm đầy, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau. Ok, ngày hôm nay chúng ta sẽ ăn mừng khi mà chúng ta đã tô xong bức tranh này và đã đạt được 1.8 triệu view đến thời điểm hiện tại. Ok, và hôm nay chúng ta sẽ ăn đồ Hàn các bạn nhé. Thì đây là cái set đồ mà mình đã đặt ship 9 cây các bạn ạ, 9 cây số để có được trên tay như này. Nhưng mà rất may là vẫn còn nóng, hơi áy náy một chút bởi vì là người ta cho vào nhiều hộp nhựa quá. À, giới thiệu thành viên mới của mình các bạn ạ. Chào cô chú đi con. Ủa, cái lượng này nhiều phết ấy. Cái này, set này chắc là chỉ có 2 người ăn này. Rồi, chúng ta cùng ăn mừng tô hoàn thành bức tranh nào. Mời miếng các bạn miếng ghim bắp nhá. Nó rất là ấm. Cái này nó giống như kiểu là nui sốt kem ấy. Ra tận nơi ăn ấy thì nó sẽ có nhiều ban gian hơn. Ôi, không phải là Lạc Giang này, như kiểu cơm bình dân ấy. Gà rán. Cái set này thì mình đặt ở bên nhà Maru. Mình nghĩ là có nhiều bạn biết bởi vì quán này thấy cũng khá là nổi tiếng. Lần đầu tiên mình đi ăn nhớ không nhầm là khoảng 2018-2019, là hôm đấy sinh nhật mình thì bạn mình dẫn đi ăn. Quán này thì mình thấy là đồ ở tầm trung thôi, không rẻ, không quá sang trọng đắt đỏ, hợp lý, nói chung là ăn cũng được. Được cái là bên này rất là hay chịu khó update các set đồ mới nhá, trông rất là bắt mắt luôn. Nếu mình đang bị đau răng các bạn ạ, nhổ 2 cái lần. Ấm lạc không? Mấy ngày ăn cháo, may mà cũng đỡ rồi, nên hôm nay ăn được mì, ăn được mấy cái đồ mềm. À đấy, người yêu mình đợt này chuẩn bị đi niềng răng các bạn ạ. Mặc dù là có 2 cái răng khểnh mình rất là thích, nhưng mà thích cũng không được các bạn ạ, bởi vì sức khỏe lâu dài cho nên là vẫn quyết định đi niềng. Mà bác sĩ đã bảo là phải nhổ 4 cái trước rồi mới được niềng. Thì đấy, như cái clip trước mình ăn chân gà đêm buổi tối ấy, thì đấy là lần 1 em mới nhổ răng đấy các bạn ạ. Lần trước là nhổ 2 cái bên phải, lần này thì nhổ 2 cái bên trái, để coi như là bên này đau thì bên kia còn nhai được. Không biết là có đúng hay không, nhưng mà mình nghe ở đâu đấy, hình như người ta bảo là nếu như bạn không xì hơi thì nó sẽ chuyển thành không biết có đúng không, cho nên là mình ợ được, là mình cứ ợ nhiệt tình các bạn ạ. Tất nhiên là chỉ ở một mình hoặc là ở những người quen thôi, còn ra ngoài thì hạn chế. Còn một ít bánh kem từ hôm 20 tháng 10 mình tặng người yêu các bạn ạ. Không biết còn hạn không nhưng mà ăn vẫn được. Tại mình ăn nên mỗi ngày ăn chỉ ăn mấy miếng thôi. Chào cô chú các bạn đi con. Xin chào cô chú, xin chào các bạn. Yeah. Mì ý sốt cà chua là cơ bản rồi, hôm nay cùng mình làm sốt mì ý bằng dưa hấu nhá. Ok, tranh thủ lúc luộc mì thì mình đi rửa bô, xong rồi mình sẽ đem đi xay một chút để nấu cho nhanh. Tiếp theo là phi thơm hành tỏi, xào thịt bò này, nêm gia vị như nước tương, dầu hào, nước mắm, hạt nêm. Nói chung là thích cái gì cho cái đấy các bạn ạ, chứ không có công thức gì đâu. Cứ cho bừa đi, kiểu gì lát nữa chả nếm lại. Nói chung là nấu với cà chua mì ý như nào thì mọi người nấu với cả dưa hấu y hệt như thế, không khác gì đâu. À, khác một cái là nếu mà mọi người muốn cho thêm đường hoặc mì chính ấy thì thôi đừng nhá. À, bật mí với mọi người là món này mình đã làm cách đây hơn 1 năm và cho cả bạn mình ăn nữa, cho nên là mọi người yên tâm là nó sẽ không bị đau bụng đâu nhá. Nói thế nào nhỉ? Thực tế thì nó cũng không khác quá nhiều so với cả khi mình nấu cà chua đâu các bạn ạ. Xét về độ ngọt, nếu như trên thang điểm 10 của mì cơ bản được 2 điểm thì mình nghĩ là cái mì này sẽ được tầm 3-4 điểm. Nói chung là cũng còn tùy vào cái lượng dưa hấu mà mình làm sốt ấy. Nếu mà muốn cân bằng hơn thì mình nghĩ là mình sẽ cho thêm một chút giấm hoặc là vắt thêm một ít nước cốt chanh vào. Nói chung là ăn nó vẫn rất là ổn, nó vẫn rất là ok. Nó không ngon hơn được cà chua đâu, nhưng mà nó là một cái gì đấy khá là thú vị mọi người ạ. Thường là mì ý sẽ ăn với cái dĩa đúng không các bạn? Mà không, đây mì ý của mình nấu đã sai bố cách công thức rồi thì thôi ăn đũa cho thoải mái các bạn ạ. Với cả không biết các bạn nào giống mình không, ăn mì ok thì có thể cho vào đĩa được, nhưng mà ăn cơm mà cho đĩa thì khó xúc vãi chưởng. Mỗi lần mà mình có đi ăn cơm ra ngoài hàng ấy là mình sẽ bảo người ta là cho em vào cái bát nhé, đừng cho vào đĩa. Sự kết hợp này mình nghĩ là ai thích ăn ngọt hoặc là các bạn ở trong Sài Gòn biết đâu cũng sẽ hợp đấy.
Wow, húp liền mấy ngụm nước một lúc. Nó hơi ngấy đấy các bạn ạ. Ok, hết video rồi ấy. Mọi người thích có thể làm thử nhé. Mình ăn xong rồi, bye bye.